Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin của Media Môi trường Đô thị Việt Nam. Bản tin Media Môi trường Đô thị Việt Nam sẽ có cái nhìn tổng thể khách quan về lĩnh vực môi trường đô thị và các khu công nghiệp, đánh giá tổng thể chuyên sâu cũng như tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Nội dung cụ thể mời quý vị và các bạn đón xem ngay sau đây. Doanh thu, lợi nhuận luôn là mục tiêu mà đa số doanh nghiệp quan tâm vì nó là cơ sở để tồn tại và phát triển. Cùng với đó, sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo đã làm ảnh hưởng rất lớn đến tư duy truyền thống. Nên hôm nay ngày 24 tháng 11 năm 2023 tại trường Đại học Văn Lang, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Đại hội Sale và Marketing toàn quốc VSM Camp và hội nghị cấp cao các giám đốc sale và marketing CMO Summit mùa thứ 7 với chủ đề Smart chiến lược tăng trưởng doanh thu thông minh, bàn về chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp đòn bẩy thông minh trong kinh doanh. Trong kỷ nguyên của ChatGPT và các mô hình ngôn ngữ lớn thuộc hệ thống trí tuệ nhân tạo cùng với các công cụ sáng tạo hình ảnh bằng A1, khả năng sáng tạo ra các sản phẩm truyền thông hầu như không giới hạn và nó đang mở ra những khả năng đột phá trong lĩnh vực sale và marketing. Các giải pháp thông minh mới như AI, mô hình ngôn ngữ lớn và các chiến lược đòn bẩy cảm xúc để tăng trưởng doanh thu là những chủ đề chính mà VSM Camp và CMO Summit 2023 hướng đến. Hiện nay, các giải pháp và công cụ thông minh đã và đang tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp hay cá nhân trong ngành sale và marketing. VSM Camp và CMO Summit 2023 được tổ chức nhằm mục tiêu đồng hành cùng những người hoạt động trong lĩnh vực sale, marketing và truyền thông cũng như các chủ doanh nghiệp tự tin đón đầu xu thế AI cũng như ứng dụng chúng trong các chiến lược tăng trưởng doanh thu. Trong ngày hôm nay, rất nhiều doanh nghiệp cũng như các bạn trẻ khởi nghiệp đến để chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm cho bản thân. Mình biết đến VSM Camp thì từ 5 năm nay rồi và cũng đã thường xuyên tham dự sự kiện này. Và theo mình thì đây là một sự kiện có thể nói là lớn nhất và chất lượng nhất trong năm đối với những người làm nghề sale và marketing. Mình rất là trân trọng những anh chị đã tổ chức sự kiện này và mọi người cũng rất là chịu khó để tìm các cái nội dung phù mang tính thời đại và cũng rất là bổ ích cho cái giới làm sale và marketing. Thành viên của câu lạc bộ CSMO, thế thì đây là một thành Misa cũng là một thành viên rất là tích cực, nên là chính vì vậy thì những cái chương trình của CSMO thì hầu như là Misa đều tham gia, và đặc biệt thì với cái sứ mệnh phụng sự xã hội thì Misa mong muốn là mang cái tri thức của mình, có những cái chuyên đề, những chủ đề cũng chia sẻ cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như là cộng đồng câu lạc bộ sale và marketing. Đây là chương trình thường niên được câu lạc bộ giám đốc sale và marketing Việt Nam và công ty Le Bros tổ chức. Được sáng lập từ năm 2016, VSM Camp Đại hội Sale và Marketing toàn quốc và CSMC Summit, hội nghị cấp cao cho các giám đốc sale và marketing là sự kiện chuyên ngành 2 trong 1 thường niên lớn nhất trong năm tại Việt Nam. Mỗi năm sự kiện thu hút hơn 2.500 người tham dự, từ các doanh nghiệp, agency và khối học thuật, đào tạo, tư vấn chiến lược. Bản tin Môi trường Đô thị Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị trong những số tiếp theo. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng gửi về tòa soạn. Tầng 17 khu văn phòng tòa nhà C1 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Quý vị cũng có thể liên hệ qua hotline 0912 345 014 0961 713 713 hoặc hòm thư email mediamoichuongdothi@gmail.com. Còn bây giờ xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.